mừng các bạn đến tham quan khu homestay trong trường Đại học Văn Lang. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được thư giãn, được hòa mình vào thiên nhiên, giảm stress. Được tí thôi nha, những ngôi nhà sắc màu kia không phải là homestay đâu. Theo thông tin mình được biết, đó là khu mua sắm nằm trong khuôn viên Văn Lang. Tưởng không liên quan nhưng liên quan không tưởng. Số Văn Lang Kỳ thứ 9 lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vấn đề vô cùng đau đầu đối với các bạn sinh viên lần đầu tiên đến thành phố nhập học. Đó chính là... Hiện tại mình đang ở nhà trọ. Mình ở chung nhà trọ với chị mình. Mình thì cũng đang ở nhà trọ. Nhà trọ thì nó thoải mái hơn là mình ở ký túc xá. Em thì ở ký túc xá tư nhân. Cái môi trường mà kiểu sống tập thể, cuối tuần thì có thể vui chơi hoặc có thể nấu ăn chung với nhau. Mình thích ở một mình muốn làm gì mình làm, không có ảnh hưởng đến ai hết. Em ở một mình thôi. Lúc mới thì mình đòi làm ở một mình thích ở một mình á. Nhưng mà lúc sau thì ba mẹ kêu ở chung á, ở chung sẽ vui hơn. Bây giờ mình quen luôn là ở nhiều người. Em thích ở với bạn. Em cũng thích ở nhiều người hơn. Nên sống nhiều người, tại vì mình sống ở trên thành phố thì sống nhiều người thì sẽ vui hơn. Mình thì ở chung với cũng nhiều người nhưng mà đừng nhiều quá là được. Tầm 2 người đến 3 người. Ở đông thì tính người này tính người kia không hợp. Còn ở một mình thì cũng buồn. Một mình cũng được, nhiều mình cũng được. Em thích sống một mình hơn tại vì em thích thoải mái hơn, không có thích gò bó nhiều người á. Còn ví dụ như đau ốm thì chắc là tự lo thôi. Như đau ốm thì chắc là tự lo thôi. Đưa ra nội quy và có một cái quỹ chung để khỏi nhất là chuyện tiền bạc thì dễ tranh chấp á. Mình nói tính của mình như thế nào ra trước để cho mấy bạn hiểu. Nên có một người hòa giải. Phải trung thực, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Ở chung phòng thì nên giữ tư trang cẩn thận. Sạch sẽ gọn gàng, hay cũng chăm chỉ nữa. Tại vì mình học với nhau nên là mình giúp đỡ nhau trong học tập. Sống chan hòa chắc là tìm bạn cùng ngành học thì nên dễ thông cảm hơn. Em thì ở với gia đình nên là chi phí tầm 2.7 triệu, 2.8 triệu. 1.2 triệu. Khoảng 1.5 triệu. 3.4 triệu. Khoảng 1.2 triệu. 1.5 triệu một tháng. 2 triệu. Khoảng 3 triệu. Tiền thì tụi anh không có, chủ nhà thì đang nhăn nho. Ôi sao sợ quá trời. Tiền thì tụi anh không có, chủ nhà thì đang nhăn nho. Ôi sao sợ quá trời. Ôi sao sợ quá trời. Tháng mình có khoảng 3 triệu thì mình nên tìm trọ khoảng 1 triệu. Sau đó là tiền ăn, rồi là trừ lại một khoản chi phí phát sinh. Mình chi tiền làm đồ án trước rồi còn bao nhiêu mình chi cho bản thân mình. Đúng là con trai của ta. Mỗi tháng thì mình trích ra một cái khoản tiền đó để mình đưa vào tiết kiệm. Mình thì có một cuốn sổ note ra là hôm nay mình chi cái gì luôn. Mình sẽ sợ chi vô mấy cái gì đó không có đúng đó. Phí. Dù mình học tài chính nhưng mà mình không có, mình nói chung là mình cứ chi xả láng. Cuối tháng này mình muốn tiền. Cuối tháng này mình muốn tiền. Em ngồi nói mà muốn gớt cái mắt vậy đó, muốn khóc vậy đó. Mình mượn bạn mình là chính, chẳng hạn như bạn kế bên này. Thì người ta giữ xe thì mình sẽ trả, tại vì số đó số cũng nhỏ. Không, em cho luôn. Có cái hùng để 1.000, 5.000. Đi học thì mình xài tiền và mình nấu ăn ở nhà. Ăn những món mà ở đây kiểu như là dành cho sinh viên, quán rẻ. Đặt ra là mình tháng này mình phải xài cái gì. Đồ thả là phải mua mì tôm trước. Sáng sáng một gói mì, rồi trưa một gói mì. Tôi một gói mì, rồi khuya cũng một tô mì. Một nỗi lo chung của các bạn sinh viên khi phải sống xa gia đình đó chính là vấn đề nơi ở. Làm sao để tìm được một nơi ở uy tín, thuận tiện đi lại và phù hợp với mình. Hồi đầu năm thì sẽ có mấy cái anh chị sẽ giới thiệu cho mình về cái nhà trọ để ở. Nhưng mà sau đi kiếm một hồi vòng bị lạc đường, tự nhiên kiếm ra luôn. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Cho những các bạn sinh viên ở Văn Lang á, thì các bạn cũng đăng lên group là tìm những người ở chung. Em là phụ bay của mấy cái quận đó chị. Mình tìm mấy quận gần trường. Mình tìm qua Facebook. Em tìm qua bên trang trên Facebook á. Nó có những cái fanpage á. Fanpage. Cảnh sát chính tại đây. Có nhiều người cũng lừa gạt các kiểu á, thì mình phải check in kỹ tí. Ví dụ như là mình hẹn người đó xem phòng thì mình dẫn thêm một vài người bạn theo. Sạch sẽ, có nhà xe, giờ giấc tự do. Phải dựa một cái đôi thật lạnh. Dựa một cái đôi thật lạnh. Review xịt sò nhưng mà giống như kiểu mà trao đồ dây bán thịt chó. Em nghĩ là nên chọn chỗ mà có an ninh tốt. Chú ý an ninh, tiền giữ xe, tiền nước, coi là giá cả nó có ổn định hay không. Chỗ ở mà mình mới vô mà mình có cảm giác là
nó tối tăm hoặc là mình sẽ sợ sao? Thì em nghĩ là mình nên thoải mái, thuận tiện cho việc học, kiểu như là xung quanh khu đó là không có nhiều cái tụ điểm mà ăn chơi. Cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ cứ yên tâm. Con lên đây vẫn sống tốt, vui vẻ, cố gắng học tập. Mỗi tháng con hơi thiếu một xíu. Ba mẹ có thể gửi thêm cho con thì tốt. Con có một cuốn sổ ghi tài chính chi tiêu. Bự ơi là bự, cha mẹ khỏi còn lo nha. Mà có ghi nợ của bạn này không? Dạ có luôn chứ.